giải trình tự gen để xác định các chủng virus cúm đang lưu hành. Số bệnh nhân mắc virus cúm nhập viện có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, phần lớn nhiễm cúm A. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường khám sàng lọc các trường hợp viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi. Bộ Y tế cho biết, hàng năm Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc virus cúm mùa. Số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè thu, đông xuân. Báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trong thời gian gần đây cho thấy số trường hợp mắc hội chứng cúm hiện nay không có sự khác biệt so với những năm trước đây. Tuy nhiên gần đây, số nhập viện có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A, không phải chủng có độc lực cao. Từ đầu năm 2022 cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1, H5N6, H5N8 và H7N9. Còn vì nào, Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng và đã có sự gia tăng số mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, không để dịch chồng dịch, tại văn bản tăng cường phòng chống dịch bệnh đường hô hấp, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, trong đó chú trọng đến cúm mùa COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.